Kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh và sét. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh là từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước tại các trạm trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, ngày mai 23 tháng 12, ở khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước ở khu vực này đã đạt đỉnh 5 và tiếp tục xuống chậm. Theo đó, tại trạm Mộc Quá, mực nước dự báo vào ngày mai là 0,86m. Tại trạm Tân Hưng là 1,26m. Riêng trạm Chỉnh Hưng, mực nước được dự báo là 1,33m. Ở trạm Hưng Điền B là 1,36m và 1,11m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam, mực nước lên theo kỳ triều cường rằm tháng 11 âm lịch. Trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều trong thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ và 5 giờ đến 7 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An dự báo mực nước ngày mai là 1,35m và 1,36m là mực nước được dự báo ở trạm Bến Lức. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng rìa phía Nam, không khí lạnh tiếp tục suy yếu. Rãnh áp thấp xích đạo dắt qua 4 đến 7 độ vĩ bắc, xu hướng hoạt động khá mạnh. Trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu rút ra, gió đông bắc hoạt động có cường độ ít thay đổi. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, trời nhiều mây, ban ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, nhưng đến chiều tối và đến đêm sẽ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng gió giật mạnh, sét. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 22 đến 24 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Gió đông bắc đến đông, cấp 2, cấp 3. Ở miền Tây Nam Bộ, trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, đến chiều tối và đêm cũng sẽ xuất hiện mưa rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông, quý vị cũng nên đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh và sét. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 31 độ. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.